À, xin chào tất cả mọi người, đây là bữa cơm của bà Nhã. Bà là trưởng ban hội tự của chùa. Chúng tôi ở đây là phơi lúa cho chùa, thế là bà mang về nhà bà tự tay nấu cơm. Thế xong rồi bà đãi chị em chúng tôi là ăn ở trên ăn ở trên tại hội trường ủy ban nhân dân xã Ngọc Quan. Đây tôi quay đúng bầy nhiều không sai tí nào đâu ạ. Đó ăn để lấy sức phơi lúa đấy ạ. Đấy, không được về nhà đâu. 15 phút là lại 5 con người lại ra dãy nắng giữa cái nắng là 36 độ ạ. Cháu phải quay cháu vậy chứ nhỉ? Không bêu tí nào. Đây là người thật việc thật này, có sự thật. Thịt băm này, thịt vịt bầu này, trứng vịt này và nước canh vịt bầu luôn. Hai đống thôi mà, nữa vào đi. Đấy, thế. Đẩy vừa nhá, không gãy trang người ta đấy. Cái gì? Bắt nạt được cái trang khỏe đấy. Trang đấy quá khỏe luôn. Cái gì? Một đống, hai đống thôi, đừng có làm lắm đống. Các bà cứ cào vào đây đi, các bà cứ cào vào chỗ này đi, đậy một chỗ thôi. Cào vào chỗ. Đã đến giờ thu lúa. Sân dâm rồi là bây giờ tổ phơi lúa của chúng tôi là bắt đầu thu lúa. Bà Nhã hôm nay có cái nón rất đẹp, hình cái thuyền. Bây giờ vẫn còn cười tươi, cào khỏe như thế này, chưa đây ăn được hai bát cơm. Trưa nay ăn bữa cơm. Tổ phơi lúa của Hội Phật giáo chùa Kim Đức.
ai đứng như bóng dừa. Đây là chị Nguyệt nhà ta. Bịt kín quá chị ạ, chả nhìn thấy gì cả. Hơi lúa là thật là kín. Ok. Có mà. Để xem là một trong bốn bà nào đứng lên làm ảnh đại diện của cái video này nhá. Dễ mà bà hiền lắm. Mà bà Hòa đẩy lúa kia là dễ lắm. Mới cào được một nửa thôi. Nắng quá không chịu được các bạn ạ. Một đống lù lù. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Đội phơi lúa, tổ phơi lúa của chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trong ngày hôm nay nhé các bạn.